Quan mà phải gọi điện vào cô giáo 5 rưỡi mà không nhìn thấy cậu.
con người kia. Đến lúc C3 kiểu nó đổi sân nó lật em ra. Cần trọng tải thì thích là sao đấy, tự nhiên lật nó đi. Mai cho các bố con nó đi. Tình yêu
mình tối ra thì chỉ có đi lang thang thôi. Không biết nhưng mà thầy hay lắm. Hay chơi với những lùn. Suốt ngày đi những lùn. Đợt tôi làm gọi nhớ hỏi ngày nào thì gọi ý nhắc. Tôi sợ mày không biết mà dạy đéo chịu được bao nhiêu cái video của tôi đâu đầu tiên là tôi nghĩ là ở nhà rộng chắc là có mua gì đấy sau đấy cái video đi đập không nhận được không hiểu được cái gì tôi cái nào là cái này thế cũng tại sao nói được cái này đây là nó ông tung bật bật từ lúc tôi chặn tôi chỉ đăng video của nắp nhưng chưa thấy bị nhưng mà không đăng phan cam tôi nghĩ là dính đúng rồi để hôm nào để về tôi khám ra nhưng mà khám phải cung cấp bản quyền không phải cung cấp bản quyền kéo gì cả tức là ê, chào người anh em đây là video tao lấy ở trên kênh này của thằng này vui lòng mình cả lên tặng cái nó nhỉ. Tôi mới đầu tôi khá tôi cũng sợ tôi lấy mẹ một con này xác định người mẹ về nó có bị mẹ một thôi. Anh chú ở mày có xuống sân cho bảy
quay đẹp đúng không? Mới góp lại được rồi. Nó không cho đặt ở dưới đâu, tôi nhớ nó không cho đặt dưới đâu, để cầm lên đi. À thôi thôi, tôi hiểu. Second game. Level.
Nếu là có vào được không? Nó chỉ mỗi một vạch. Chắc là hỏng. Để lâu rồi thì là gì gì đúng không? Lần trước mua một con đi chỉ đấy là nhiều người bị cái bệnh cơ
Mọi người
khỏe đấy nhỉ. Thank you.
ngày xưa nó bây giờ từ đợt sau cái đợt nghỉ đến bậc rồi một ông nào đấy hai ông nào đấy một cái xe thì bao nhiêu tiền không được? Không phải một con, bốn con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
subscribe my channel do tốt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trẻ cao thế thì phải không không Oh.